Cô chào các em, chào mừng các em đã quay lại với kênh của Lời Giải Hay. Ngày hôm nay thì cô trò mình sẽ cùng học phần 2 La Mã Language. Phần đầu tiên là phần pronunciation, có nghĩa là phần phát âm. Chúng ta sẽ học về stress in two syllable words with the same spelling, tức là trọng âm ở những từ có hai âm tiết với cách viết có cùng cách viết. Bài tập số 1. Listen to the sentences and circle the words with the stress you hear. Chúng ta sẽ lắng nghe các câu và khoanh tròn vào những cái từ mà có cái phần trọng âm mà bạn nghe thấy. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe đoạn audio. Track 29, Unit 4, For a Better Community, Page 43, Language, Pronunciation, Stress in two syllable words with the same spelling. Activity 1. Listen to the sentences and circle the word with the stress you hear. 1. The center keeps a record of all donations. Ở câu đầu tiên, the center keeps a record of all donations. Ở đây chúng ta thấy từ record có nghĩa là danh, từ record đóng vai trò là danh từ, nên thường thì danh từ chúng ta sẽ rơi vào trọng âm thứ nhất, còn động từ thì rơi vào trọng âm thứ hai. Trọng âm rơi vào âm thứ hai. Và ở câu này chúng ta sẽ có cách đọc của từ record là record. Record. Là phần A các em nhé. Chúng ta nghe tiếp câu số 2. 2. We will record the charity live show for those who can't watch it live. Câu số 2, we will record the charity's live show for those who can't watch it live. Ở đây record lại đóng vai trò là động từ, nên nếu là động từ thì trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai. Thay vì đọc là record, giống như từ bên trên là danh từ, ta đọc là record. Và ở câu này thì chúng ta sẽ có nghĩa, câu này có nghĩa là chúng tôi sẽ ghi lại cái buổi live show của chương trình từ thiện này cho những cái người mà người ta không xem được nó. Và câu bên trên thì vừa nãy cô chưa dịch đúng không? Thì chúng ta câu này có nghĩa là trung tâm thì sẽ giữ cái bản ghi âm của tất cả những cái lần quyên góp. Bạn ghi hình của tất cả những cái lần quyên góp. Đó. Rồi ta sang câu số 3. Three. There was an increase in house prices last year. Câu số 3. There was an increase in house price last year. Ở câu này thì chúng ta thấy cái từ increase nó có nghĩa là gia tăng. Và ở đây thì chúng ta thấy là câu này ta sẽ phải chọn đáp án A, bởi vì đây là một danh từ. Sau từ un thì ta sẽ có increase đóng vai trò là một danh từ. Và ta đọc là increase thay vì increase. Có một cái sự tăng trưởng về giá nhà trong năm ngoái. Câu số 4. Four. We want to increase students' interest in volunteering at the community center. We want to increase students' interest in volunteering at the community center. Chúng tôi muốn nâng cao cái sự yêu thích của học sinh ở những cái hoạt động tình nguyện ở cái trung tâm cộng đồng. Thì ở đây increase sau to nó là verb. Nên là chúng ta sẽ đánh trọng âm vào âm thứ hai. Thay vì đọc là increase như câu 3, ta đọc là increase. Câu tiếp. 5. I got this present from a visitor to our center. I got this present from a visitor to our center. Ta có sau this thì thường sẽ là một danh từ, đúng không nào? Mà danh từ thì chúng ta sẽ đánh trọng âm vào âm thứ nhất. I got this present from a visitor, tức là tôi đã có cái món quà này. Tôi đã có cái món quà này từ một cái vị khách du lịch đến thăm trung tâm của chúng tôi, thì chúng ta sẽ chọn là presence. Câu 6.
6. We need to help local businesses to export their products. Chúng tôi cần phải giúp đỡ những cái doanh nghiệp địa phương có thể xuất khẩu được những sản phẩm của họ. We need to help local businesses to export their products. Export ở đây là động từ, chúng ta sẽ rơi vào âm thứ hai. Export. Ở đây các em có lưu ý như sau. It's many two syllable words with the same spelling. Ở những cái từ mà có hai âm tiết và có cách viết giống nhau. Nouns are usually stressed on the first syllable. Danh từ thì thường thường sẽ đặt trọng âm vào âm thứ nhất. Ví dụ, a record. Một bản ghi âm, một bản ghi hình. Verb are usually stressed on the second syllables. Động từ thì thường thường sẽ được đánh trọng âm vào âm thứ hai. Ví dụ, to record. To record. Ghi âm. Lưu ý rằng, there's not always a change of stress in words that are both nouns and verbs. Sẽ không thường xuyên có cái sự thay đổi giữa cái trọng âm ở trong từ, mà cái từ đấy là cả danh từ và động từ. Ví dụ, an answer to answer, a picture to picture. Đây là an answer là một câu hỏi, to answer là để trả lời. A picture là một bức tranh, to picture là chụp hình. Ok, các em lưu ý nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm hoạt động số 2. Lessons again and practice saying the sentences in one. Chúng ta sẽ nghe lại và thực hành nói các cái câu ở đoạn số 1. Track 29, Unit 4, for a better community. Page 43, language. Pronunciation. Stress in two syllable words with the same spelling. Activity 1. Listen to the sentences and circle the word with the stress you hear. 1. The center keeps a record of all donations. Câu số 1. The center keeps a record of all donations. 2. We will record the charity live show for those who can't watch it live. We will record the charity live show for those who can't watch it live. 3. There was an increase in house prices last year. There was an increase in house prices last year. 4. We want to increase students' interest in volunteering at the community center. We want to increase student interest in volunteering at the community center. 5. I got this present from a visitor to our center. I got this present from a visitor to our center. 6. We need to help local businesses to export their products. We need to help local businesses to export their products. Bây giờ các em sẽ cùng cô đến với phần tiếp theo là phần vocabulary. Nay phần vocab có chủ đề là community development, sự phát triển của cộng đồng. Bài tập số 1, match the words with their meanings. Chúng ta sẽ nối các từ với ý nghĩa của chúng. Từ thứ nhất là donate. Thì các em đã biết donate có nghĩa là quyên góp. Từ thứ hai, volunteer, tình nguyện viên. Từ tiếp theo, generous, là hào phóng. Remote, xa xôi. Benefits, tức là giúp ích. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc phần bên đây xem nó tương đồng nghĩa với từ nào các em nhé.
Đáp án A, giving or willing to give freely. Cho, gọi là cho hoặc sẵn sàng cho một cách rất là thoải mái, tự do. Ở đây có nghĩa là rất là hào phóng, đúng không? Chúng ta sẽ nối với lệ từ generous. 3A, far away from place where other people live, tức là rất xa khỏi cái nơi mà con người sống, thì là những nơi xa xôi. B nối với 4. To give money, food, clothes to a charity, đưa tiền, thức ăn, tặng tiền, thức ăn, quần áo đến một tổ chức từ thiện. Như vậy ở đây mình có từ donate, quyên góp, cho tiền để quyên góp. C đi với 1. To be in a better position because of something, to be useful for somebody, tức là ở một cái vị trí tốt hơn bởi vì cái gì đó và trở nên hữu dụng cho con người. Như vậy ở chỗ này chúng ta thấy là đây có nghĩa là giúp ích, làm lợi cho, ở một vị trí tốt hơn vì điều gì đó có ích cho ai đó. Nên chỗ này chúng D sẽ nối với 5, benefits. Và cuối cùng là volunteers sẽ nối với E. Có nghĩa là một người mà làm một công việc mà không cần phải chi trả, không cần phải được trả công cho nó, cho công việc đấy, tức là mình làm tình nguyện đấy. Volunteer. Rồi, các em chữa bài và vở nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 2. Bài tập số 2. Complete the following sentences using the correct forms of the words in one. Chúng ta sẽ hoàn thiện những câu sau mà sử dụng những cái dạng đúng của động từ ở câu số 1, ở bài số 1. Câu số 1, he's very. He's is always willing to give a lot of money to charity. Anh ấy là một người như thế nào đó và anh ấy luôn luôn sẵn sàng để quyên góp rất là nhiều tiền cho những cái tổ chức từ thiện. Như vậy ở đây chúng ta thấy là anh ấy phải là một người rất là hào phóng, đúng không nào? Chúng ta có từ generous. Generous. Đây. Câu số 2. The school is difficult to get to because it's located in a... areas. Chúng ta sẽ rất khó để có thể đến được ngôi trường này bởi vì ngôi trường này được gọi là được xây dựng tọa lạc ở một cái vùng đất gọi là rất là xa xôi, đúng không? Remote. Câu 3. If you don't have time to volunteer, you can... money and food. Nếu như bạn không có thời gian để từ thiện thì bạn có thể quyên góp tiền và thức ăn. Donate. Câu 4. This clean water project will... the people in the village. Những cái dự án làm sạch nước, những dự án nước sạch thì sẽ rất có ích cho những người dân ở làng. Will benefit. Our club needs more to clean up the park as a weekend. Câu lạc bộ của chúng tôi thì cần nhiều tình nguyện viên hơn, đúng không? Để có thể dọn dẹp công viên vào cuối tuần. Chỗ này chúng ta sẽ điền là volunteer. Tuy nhiên ta có more nên volunteer, các em để ý chúng ta thêm S. Đó. Rồi các bạn chữa vào nhé. Ta sang đến bài số 3. Choose the correct words to complete each following sentence. Ta sẽ chọn từ đúng. Câu 1. We need to be. Chúng ta cần phải. Khi mà chúng ta record, chúng ta ghi hình lại cái buổi quyên góp đấy. À, ở đây là chúng ta không thể nào bất cẩn ở trong cái công việc này mà chúng ta phải là careful, cẩn thận. Câu 2. I'm interested, interesting in community development activities. Tôi thì rất là hào hứng, thích thú với việc những cái hoạt động phát triển cộng đồng. Ở đây chúng ta có cấu trúc to be interested in. Thích thú cái gì đấy, ta chọn interested. Interesting là để nói về bản chất sự việc. Câu 3. There's exciting volunteers opportunities in our community.
có rất là nhiều những cái cơ hội tình nguyện thú vị ở trong cộng đồng của chúng ta. Như vậy chúng ta đang nói đến tính chất của cái cơ hội tình nguyện này, chứ không phải là cảm xúc. Vậy nên chúng ta sẽ chọn exciting. Câu 4. Last year I was hopeful, hopeless at math. Năm ngoái thì tôi đầy hy vọng hoặc là đầy sự thất vọng vào môn toán. I couldn't even do simple additions in my head. Tôi không thể nào gọi là làm những cái phép cộng đơn giản ở trong đầu. Thế như vậy ở đây chúng ta phải điền là chúng ta gọi là tôi rất là hopeless. Bởi vì ở đây là tôi couldn't mà. Tôi rất là kiểu mất hết hy vọng của môn toán. Vô vọng. Chúng ta chữa vào nhé. Rồi bây giờ mình sang đến phần grammar. Phần grammar ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập past simple and past continuous with when and why. Chúng ta sẽ ôn tập thì hiện tại thì quá khứ đơn với thì quá khứ, thì hiện tại tiếp diễn với thì quá khứ tiếp diễn với lại when và why. Ở đây có một lưu ý cho các em là chúng ta we you, chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn cho những hành động ở trong quá khứ nhưng đang diễn ra. Và đây được gọi là longer action, tức là những hành động mà nó diễn ra trong khoảng thời gian dài. Còn the past simple thì quá khứ đơn là cho những hành động mà nó interrupted, nó xen vào, hay còn gọi là shorter actions, tức là những hành động ngắn. Ví dụ, I was reading an article when she called. Khi mà cô ấy gọi điện thì tôi đang đọc báo. Cô ở đây được chia quá khứ đơn bởi vì đây là một shorter actions, một hành động ngắn. Còn was reading là hành động chúng ta đang đọc báo, một hành động diễn ra trong khoảng thời gian dài. While I was reading an article, she called. Khi tôi đang đọc báo thì cô ấy gọi điện. Ở đây chúng ta có thể hiểu trên thang thời gian, ví dụ đây là past quá khứ, now hiện tại và future là tương lai. Thì ở đây chúng ta sẽ chia từ called, was reading, nó là một hành động kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và hiện tại vẫn đang đọc báo. Và call là một cái hành động chấm nhỏ ở đây, tức là một xen vào thôi. Nên chúng ta sẽ làm một hành động ngắn, chúng ta chỉ chia quá khứ đơn thôi. Được chưa nào? Rồi. Ở đây thì các em cần nhớ thêm một chút về cái cấu trúc của cái thì này nhá các em nhá. Đợi một chút. Rồi. Các em nhớ cho cô một chút về cái cấu trúc của các thì này. Đầu tiên là cấu trúc với when. Thì when này cộng với chủ ngữ cộng verb quá khứ. Và vế đằng sau thì sẽ là chủ ngữ cộng vua ngắn, vua dài, cộng verb in. Là thì quá khứ tiếp diễn. Còn đằng trước này là thì quá khứ. Why thì là chủ ngữ cộng vua ngắn, vua dài, cộng verb in. Là biểu hiện của quá khứ tiếp diễn. Và sau đó là chủ ngữ cộng verb ed là quá khứ đơn. Thì quá khứ tiếp diễn ấy, nó sẽ diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ, hành động kéo dài. Còn quá khứ đơn diễn tả hành động ngắn trên ngang. Cái này cô cũng vừa giải thích rồi, các em nhớ thêm về phần cấu trúc nhé. Các em có thể ghi lại trong vở cái cấu trúc này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Chúng ta sẽ chọn các động từ đúng với cái chọn động từ với hình thức đúng ở trong mỗi câu sau. Câu số 1. While Lance were working or worked as a volunteer in the countryside, she met an old friend. Khi mà Lance đang làm tình nguyện ở gọi là vùng quê thì cô ấy đã gặp một người bạn cũ. Ở đây hành động met là hành động chen ngang. Và cái việc cô ấy làm tình nguyện là hành động kéo dài. Nên ta chọn was working. Câu 2. I was revising for my civics class when my dad were telling or told me about the volunteer job. Ở đây các em có thể thấy là gì? Tôi đang ôn tập cho lớp công dân của mình. Khi mà bố của tôi thì nói với tôi về công việc tình nguyện.
Was revising là một thứ đang diễn ra, còn việc bố nói nó chỉ là trong chốc lát, nên ta chọn thâu. Câu 3. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều những trẻ em mà gọi là không vui, bất hạnh khi chúng tôi đang giúp đỡ rất là nhiều người ở trong vùng xa xôi. Cái việc mà nhìn thấy những đứa trẻ bất hạnh đấy giống như kiểu mình đến mình giúp đỡ họ nhưng mà họ mình chợt nhìn thấy ấy, thì cái này là hành động ngắn. Còn were helping mới đúng. Tức là việc chúng ta giúp là một việc đang diễn ra rất là lâu. Câu 4. He was shouting the donation. Anh ấy đã phân loại các khoản quyên góp thì anh ấy nhận ra rằng mọi người hào phóng như thế. Mọi người hào phóng như thế nào? Thì cái việc anh ấy đang gọi là shouting thì anh ấy bất chợt nhận ra thì nó là hành động ngắn. Realize. Cô tin là bài này khá là dễ làm và các em hoàn toàn có thể làm. Có thể làm đúng. Rồi, chúng ta sang đến bài số 2. Combine the two sentences using when, why, where is appropriate. Chúng ta sẽ kết hợp hai câu sau sử dụng why, when hoặc là why ở cái vị trí phù hợp, một cách phù hợp. Đối với cái bài này thì các em có thể dừng màn hình lại để tự làm trước. Sau đó thì các em tham khảo đáp án của cô nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu số 1. Câu số 1 chúng ta sẽ làm như sau. While they were cleaning the streets, it started to rain. Trong khi họ đang dọn dẹp đường phố thì trời đổ mưa. Ở câu này đây là cách viết với while. Các em có cách viết thứ hai là they were cleaning the streets when it started to rain. Các em bỏ why đi và các em bỏ when vào đây. Đó. Câu 2. While that I was watching TV, I saw the floods and landslides in this area. Trong khi tôi đang xem TV, tôi thấy lũ lụt và sạt lở đất trong khu vực. Hoặc chúng ta có thể viết, tôi đang xem TV thì tôi thấy lũ lụt và sạt lở đất trong khu vực. Câu 3. While Tim was searching for employment opportunity, he found a job advert from a non-governmental organization. Trong khi Tim đang tìm kiếm các cơ hội việc làm, anh ấy đã tìm thấy một quảng cáo việc làm từ một tổ chức phi chính phủ. Hoặc chúng ta có thể viết như sau. Tim đang tìm kiếm những cái cơ hội việc làm thì anh ấy thấy. Chúng ta bỏ quen vào đây. Hoặc câu 4. They decided to help build a community center for young people while they were visiting some poor village. Họ quyết định là giúp xây dựng cái trung tâm cộng đồng cho người trẻ trong khi họ đang đi tới thăm những ngôi làng nghèo. Hoặc các em có thể viết là when they decided to help build a community center for young people, they, chậm chậm, khi mà họ quyết định giúp xây một cái trung tâm cộng đồng cho người trẻ thì họ đang visit some poor village. Họ đang thăm một vài cái ngôi làng nghèo. Đấy, thì đấy là cái bài số 2, các em ghi thật là cẩn thận vào trong vở nhé. Rồi, như vậy là ngày hôm nay cô trò mình đã hoàn thành xong phần số 2, phần language của Unit 4. Cảm ơn các em đã theo dõi video.